và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phan Như Thảo lần đầu khoe ảnh cưới sau 3 năm sống chung bên đại gia Đức An. Sau loạt ảnh cưới đẹp như mơ được Phan Như Thảo và đại gia Đức An thực hiện trong chuyến Sapa vừa qua, khiến cho cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, để luôn ghi nhớ kỷ niệm tươi đẹp ngày cưới, nữ diễn viên Phan Như Thảo đăng tải những bức ảnh đẹp như mơ được vợ chồng cô thực hiện trong chuyến đi Sapa vừa qua. Chia sẻ bộ ảnh đầy lãng mạn, Phan Như Thảo xúc động chia sẻ rằng 3 năm mới không chỉ đến 1/10 của đoạn đường mình hứa hẹn bên nhau, là một chút gì đó để cùng nhau vui vẻ nào. Nhan sắc của bà mẹ một con được nhận xét xinh đẹp, đàm thắm, phong cách thời trang trang nhã thanh lịch, ngọt ngào đầy quyến rũ. Còn ông xã Đức An của cô diện vest bảnh bao lịch lãm. Cuộc sống bên đại gia Đức An của Phan Như Thảo luôn khiến hội chị em trầm trồ, ghen tị khi liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong hôn nhân. Không chỉ chăm sóc yêu chiều con và làm việc nhà giúp vợ, đại gia Đức An quan tâm tỉ mỉ đến sở thích nhỏ nhất của bạn đời. Trước đó, Phan Như Thảo đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh bàn tiệc thịnh soạn được chồng đại gia chuẩn bị tại tư gia. Theo đó cô viết, luôn nhớ lấy cho vợ đôi đũa màu xanh lá vợ thích. Với cách quan tâm và chăm sóc đặc biệt từ những điều nhỏ nhặt nhất của vị đại gia U60 dành cho vợ trẻ, khiến ai nấy ngưỡng mộ. Khen đại gia Đức An khéo nội trợ chăm sóc vợ, nhiều người cho rằng Phan Như Thảo có phúc phần do bản thân sống tốt. Đại gia Đức An tiết lộ lý do chung sống 3 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới với Phan Như Thảo. Mặc dù con gái đã hơn 2 tuổi nhưng Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An vẫn chưa tổ chức đám cưới dù bên nhau đã được 3 năm. Mới đây nhất, Phan Như Thảo với ông xã đại gia Đức An vừa thực hiện bộ ảnh cưới trong chuyến đi Sapa Lào Cai nhân dịp tròn 3 năm chung sống. Mặc dù tổ chức lễ đính hôn vào giữa tháng 11 năm 2015 và đã có một cô con gái bụ bẫm 2 tuổi, nhưng cặp đôi khiến khán giả bỡ ngỡ khi chưa tổ chức đám cưới. Theo đó, đại gia Đức An tiết lộ muốn cùng vợ tổ chức đám cưới khi con gái lớn và hiểu biết. Nhưng hiện tại cả hai chưa lên kế hoạch cụ thể vì quá bận rộn với chuyện chăm bé bổ câu. Cùng với đó, bộ ảnh cưới được Phan Như Thảo chia sẻ trên trang cá nhân. Cô xúc động viết rằng, 3 năm mới chỉ không đến 1/10 của đoạn đường mình hứa hẹn bên nhau. Là một chút gì đó để cùng nhau vui vẻ nào. Cuộc sống bên đại gia Đức An của Phan Như Thảo luôn khiến hội chị em trầm trồ, đầy ghen tị khi liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong hôn nhân. Không chỉ chăm sóc yêu chiều con và làm việc nhà giúp vợ, đại gia Đức An còn quan tâm tỉ mỉ sở thích nhỏ nhất của bạn đời. Với cách quan tâm và chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất của vị đại gia U60 dành cho vợ trẻ, khiến ai nấy ngưỡng mộ, khen đại gia Đức An khéo nội trợ chăm sóc vợ, nhiều người cho rằng Phan Như Thảo có phúc phần là do bản thân sống tốt. Sinh nhật tuổi 57, ông xã Phan Như Thảo xúc động bật khóc, tâm sự nỗi chạnh lòng vì những mất mát của gia đình. Quyết liệt trên thương trường nhưng đại gia Đức An luôn đau đáu về tình cảm gia đình, đau lòng mỗi khi nghĩ về sự xa cách của người thân. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, ông xã Đức An của người mẫu Phan Như Thảo đã đón tuổi 57 bên vợ con tại biệt thự sang trọng ở Đà Lạt. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi được ở bên gia đình nhỏ, doanh nhân Đức An không khỏi xúc động khi nghĩ về gia đình, bố mẹ, anh chị em không còn sum vầy bên nhau như thuở nào. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân nghẹn ngào chia sẻ, sinh nhật anh vừa qua được vài ngày, tuy anh rất vui được Thảo và bồ câu tổ chức bữa ăn chơi vui sướng, nhưng anh không kém có chút suy nghĩ và buồn trong lòng. Anh không buồn vì phải đối diện với tuổi già và sức khỏe chẳng có được như xưa, anh cũng không tiếc nuối những tháng ngày xa xưa của thời thơ ấu. Nhưng anh buồn khi nghĩ về gia đình với bố mẹ, anh chị em không còn trọn vẹn như thuở nào. Như một chốc thoáng qua, gia đình anh giờ chia năm xẻ bảy, mỗi người trôi dạt một nơi, ai cũng có gia đình cuộc sống riêng của mình, nhưng nỗi quan tâm lớn vẫn luôn là những đứa cháu trong nhà. Sợi dây kết hợp của sự ruột già thân thích dường như cứ giãn dần khi các anh chị em trong nhà đặt sự quan trọng của gia đình riêng nhỏ bé đặt lên hàng đầu. Và sợi dây ấy đứt hẳn hoàn toàn khi người nào đó ra đi, một quy luật không thể nào thay đổi khi chúng ta ai cũng già và sức khỏe yếu dần theo năm tháng. Người đi kẻ ở thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục. Chỉ còn đọng lại trong ta thời quá khứ xa xưa và e rằng sẽ chìm vào quên lãng. Cảm thấy chạnh lòng vì người thân trong họ hàng không còn gắn bó như xưa. Đức An xúc động rơi nước mắt, anh tâm sự.
Và ngày sinh nhật anh lại rơi nước mắt, chẳng hiểu sao vì anh xúc động nghe câu hát Happy Birthday từ bồ câu, hay anh đang tan nát cõi lòng khi nghĩ về những mất mát trong gia đình. Giữa không khí ấm cúng bên ngọn nến lung linh số 57, bồ câu hồn nhiên nhảy múa và Bibo hát mừng sinh nhật. Anh không tránh khỏi một vài giây phút chạnh lòng, nhưng anh hiểu đó là quy luật của cuộc đời. Và điều ước của anh khi thổi nến có thể được nhìn thấy con lớn dần trong mỗi lần sinh nhật anh, và hạnh phúc này kéo dài mãi về sau. Xin cảm ơn Thảo, Bồ Câu và các bạn đã nhớ và chúc mừng ngày sinh nhật anh vừa qua. Chia sẻ của ông xã Phan Như Thảo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và cảm động. Có lẽ ít ai có thể nghĩ rằng vị đại gia Việt Kiều giàu có luôn đau đáu về tình cảm gia đình và trăn trở nỗi buồn vì sợi dây gắn bó tình cảm người thân không còn khăng khít như xưa. Thực tế, doanh nhân Đức An là một người khá tình cảm, dù sở hữu số tài sản nghìn tỷ nhưng anh vẫn đặt tình cảm gia đình lên trên hết. Ở nhà, Đức An phụ trách việc nấu nướng, anh luôn dành thời gian chăm sóc, chơi đùa cùng con gái nhỏ. Chính điều này giúp Phan Như Thảo dù đã trải qua 4 năm hôn nhân, vẫn luôn hạnh phúc, viên mãn và yêu thương ông xã hết mực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.